đi dơi dơi kìa càng càng các bạn. Hồi đó sáu quán dơi mới con còn có 2.000. Con dơi 2.000 à? 2.000. Bây giờ con 2 mấy ngàn. Gì đó hả? Còn cái đặc biệt của con dơi nữa khi mà nghĩa là không có bổ bụng nha. Đó bởi vì. Ok, Châu xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Lề Đường nha. Thì hôm nay Châu đã tìm được cái quán của cô Sáu Tạo các bạn. Thì các bạn thường nghe là cháo gà, cháo cá lóc, cháo thịt heo, cháo đủ thứ. Nhưng bữa nay mình ăn xuống đây mình review cái món cháo dơi cho các bạn xem nha. Và dơi khìa nha các bạn. Đó. Cái món dơi khìa thì đó giờ mình chưa có từng ăn luôn. Thì hôm nay mình sẵn xuống đây mình ăn xong mình review cho các bạn xem. Thì cái con đường mà đi vô các bạn là cái mình chạy xuống tới Long Phú. Thì có cái đường mà đi vào cái địa điểm là quân đội đó các bạn. Thì mình rẽ trái. Đúng rồi, rẽ trái đi vô quân đội. Thì vô quân đội thì tầm quán của cô Sáu là sát bên luôn, sát bên chỗ quân đội luôn nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và Châu cũng xin cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ và xem kênh của Châu trong thời gian qua. Và những các bạn nào chưa có bấm nút đăng ký thì hãy cho Châu xin một đăng ký và để ủng hộ cho Châu. Và xem những video mới, cập nhật những video mới của Châu sớm nhất. Vâng, và sau đây thì Châu xin mời tất cả các bạn cùng vào trong để review cái món cháo dơi cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình cùng đi thôi. Đây đây là cái đoạn đường mà đi vào đây các bạn. Thì bên phía bên đây là quân đội em ạ, quân đội huyện nha. Còn sát bên đây là quán cháo dơi Sáu Tạo nè các bạn. Thì đường này là ở nông thôn các bạn. Thì nói chung là cũng rất là nó khó tìm. Thì mình cũng đã đi vào là mình tìm được các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng vào trong để xem món cháo dơi nó ra sao nha các bạn. Thì nghe cô Sáu rộn, cô Sáu nói thì là cháo dơi là thịt bằm nha các bạn. Thì mình muốn có thấy nguyên con thì mình khìa đó, mình giờ mình khìa mới thấy được nguyên con nha các bạn. Đó, mình khìa thôi. Đây mình đi vào bên trong nha. Đó, thì đây là quán của cô Sáu đây. Ok. Rồi con chào chú Sáu nha. Rồi. Rồi. Dạ. Thì sau đây thì mà mình có kêu cái món mà dơi khìa nha các bạn. Thì chú Sáu cũng đang khìa nè. Đó. Thấy nó kêu chưa bác? Cái này mình khìa là nó cạn luôn hay gì sao? Nó mới vàng hả? Vàng luôn, thì cạn luôn. Cái này mình khìa bằng nước dừa hay là mình khìa bằng nước dừa luôn hả? Mà cái đó là cháo. Đây là bạn đang làm luôn nha. Cháo dơi này mình nấu với đậu xanh luôn không sao? Đậu xanh mới nấu à. Vậy đó. Đây. Cái này là một bao nhiêu con mà không thấy nhiều quá vậy sao? Chục con. Chục con luôn hả? Ừ. Một chục con luôn. Hồi nữa chút nữa con quay cái nữa nó mới đẹp. Dạ dạ. Chút này chưa đẹp. Năm dọn vé đi. Ở cái dơi này chú Sáu mua đâu vậy sao? Mua Bạc Liêu lên đây. Bạc Liêu hả? Ừ. Bạc Liêu nhiều dơi lắm nha. Có mối nên cho đây mở. Vậy đó hả? Thì con bữa hổm con đi kiếm lại mà kiếm không có gặp. Với đợt trước con có điện cho cô Sáu mà không biết ai muốn hát, con không biết nói còn cháo bò không à. Có chân bổ nữa. Vậy đó hả? Số hả? Ở đây mình có bán cháo bò luôn hả Sáu? Không có, cháo dơi rồi. Cháo dơi không hả? Đặc sản là cháo dơi. Vậy đó. Tại vì bữa nay con muốn đi xuống đây con ăn thử, con review cho tất cả mọi người biết. Để mai mốt ai có muốn ăn cháo dơi thì xuống chú Sáu ăn. Vậy đó. Thì đây là dơi khìa. Thì mình đợi xíu nữa nó cạn rồi quay. Đây dơi khìa càng cạn các bạn. Hôm nay mình đi sưu tầm cái món này gọi là đặc sản. Đặc sản của cái này là dùng miền nào chứ sao? Mà ở đây của mình dùng gì đó. Dạ đặc sản của mình phải không? Đặc sản cái quán mình phải không? Dạ. Sáu là bán lâu chưa? Mười mấy năm rồi hả? Cháo dơi không? Bán cháo dơi mười mấy năm rồi. Các bạn nhìn thấy nó như là con cú cút vậy bác. Thịt nó dài hơn sao? Dài quá đã. Quán cháo dơi chú Sáu bán là rất là nổi tiếng nha các bạn. Thì mình ở trên đây ngãi mình cũng còn biết rồi đó.
con anh ngại nó nhận biết nha. Lấy cái dĩa đừng chơi nè. Nay mình tìm cho bằng được cái quán của chú Sáu các bạn. Ở đây là quán cháo dơi Sáu Tạo nha các bạn. Đây rất là ngon, nó khô rồi nè. Đây là mình làm mà mình quay cho các bạn xem luôn, chế biến luôn đó. Ủa anh không? Đây thì bây giờ mình tới phần để em làm thịt á. Xào thịt dơi để mình nấu cháo luôn nè các bạn. Đây là thịt dơi bầm nè nha các bạn. Thịt dơi bầm. Đó. Thì đang xới màu tỏi. Xới màu tỏi nha các bạn. Đây là thịt dơi bầm. Đó, đỏ như thịt bò vậy. Đây mình chờ nó vàng lên cái mình đổ vô một cái. Đây. Giờ đang nêm nồi cháo nè các bạn. Nồi cháo nè. Đậu xanh nó nổi lên, thấy thèm không? Nó chưa nhừ. Chưa nhừ xíu nữa. Cháo này hấp vô tối nay mát dữ lắm hay sao? Mát. Quá mát. Bên lấy chế này, sao bán này nó lâu dạ. Lắm rồi. Sáu bán là từ hồi năm nào sao? Lâu không? Cái đây trên 10 năm rồi đó. Trên 10 năm rồi. Hồi đó Sáu bán dơi mới còn có 2 ngàn. Còn dơi 2 ngàn à? 2 ngàn. Bây giờ còn hai mấy ngàn. Gì đó hả? À. Đây sẵn đây mình review cho các bạn xem rượu hủ qua nha các bạn. Thì đây là chai nguyên cái chai rượu nha. Nhưng mà cái miệng chai nè các bạn thấy cái miệng chai có bị lớn rồi ha. Nhưng mà cái trái hủ qua nó còn to hơn bằng cái chai rượu vậy đó. Rồi các bạn suy nghĩ đi. Để lại suy nghĩ của mình dưới bình luận thử làm cách nào để bỏ trái hủ qua này vô cái chai này nha các bạn. Đây. Các bạn suy nghĩ đi. Đó. Làm cách nào mình để mình bỏ cái trái hủ qua vô cái chai rượu nha. Đó. Độc lạ luôn á. Các bạn đây là cháo dơi đậu xanh nha, nhưng mà nó chưa nhừ. Đây là thịt dơi nè các bạn, đây là thịt dơi nha. Đó. Bây giờ mình ra mình làm cho nó tốc độ lên để mình review cho các bạn xem. Thì mình múc ra, chú Sáu múc ra cái thau để làm cho nó mau. Cũng như người này mình không có ăn ngụ gì nhưng mà ăn phải lẩu rau. Dạ. Nó mới ngon rồi chứ. Ừ, ngon. Rồi thì đây là những cái món mình kêu là ra chân nè. Thì hôm nay mình xuống đây đó các bạn, thì nhân có cái dịp cũng rất là vui các bạn, thì cũng gặp được chú Trạng, bạn của chú Sáu, chú Hoa đó, bạn của chú Sáu luôn. Thì đây là chú Sáu là chủ quán cháo dơi nha các bạn. Thì đây là chú Dũng đó. Rồi cùng mời mấy chú ngồi đi. Đây là cái thao cháo dơi nha các bạn. Còn đây là dơi khìa. Này. Món dơi khìa này rất là ngon. Okay. Không rau thì bỏ vô sao mà. Đó là rượu hủ qua các bạn. Thì nãy mình có review cho bạn xem rồi đó. Chai hủ qua bự chà bá mà để vô chai rượu nhỏ xíu, vô cái miệng nhỏ xíu thì được. Hay. Rồi ok. Rồi, chú sẻ cụ thể đi. Cái người chồng hủ qua đó là khi chế qua mới bằng ống tay, tôi lấy cái chai treo một bên bỏ vô. Dạ. Lớn từ từ nữa chà bá là gì nó luôn, người ta mới cắt ra vậy đó. Dạ.
Bỏ nguyên trái vô thì con không biết đường nào bỏ được à. Ảo thật chưa được nữa. Ok thì Châu xuống đây thì cũng trời cũng đã tối rồi các bạn, thì quay cái chất lượng nó cũng hơi kém, mong tất cả các bạn cũng thông cảm nha. Thì đây là dĩa dây kia đã hoàn thành, dây kia còn đây là cháo dơi nha các bạn. Thì ở đây cũng có mấy chú để mình cùng nhau thưởng thức. Ok thì nãy cũng chia sẻ với các bạn là chai rượu Phú Hoa, chai rượu độc quyền, nói chung là chai rượu đó rất là ok luôn á. Thì giờ sau đây đi dẫn luôn ngoài chú hả, mấy chú đi. Thôi sao sao quá sao đi, để nói chủ quán nó bán vừa thấy tàn kia nó ngán luôn á. Chú đi đây các bạn, con dơi khìa nè các bạn. Đó chú à, rồi xích vô cả đây con dơi khìa nè các bạn. Còn, còn cái có đèn này lên được nè. Có đèn sáng chú. Con dơi này mình cắm với cái gì xấu, mũi tiêu hả? Mũi tiêu chanh, mũi tiêu chanh nè. Có rồi. Còn một cái đặc biệt của con dơi nữa, khi mặn là không có mổ bụng nha. Rồi bởi vì con bởi vì con thấy người dơi không thấy mổ bụng nè, thấy để là để nhưng mà cái người mặn chuyên môn ta cũng khéo lắm, mặn xong xuôi lột da rồi ta sẽ ngắt ngay chỗ cái bạn không có mổ bụng nha, ngắt một ít đó, thì ta kéo cái ruột nó ra vậy đó hả, kéo ra khi nào mà hết cái đen á là ngắt ngay. Lên YouTube mình nói lũ đất gì nói chuyện, nói chuyện không chết luôn rồi. Nói chuyện gì? Đây là bạn, lần đầu tiên mình cũng mới ăn thịt dơi lần đầu tiên luôn nha các bạn. Quá để ẩm thực vị trường nè. Khá là rất là, rất là ngon nha các bạn. Rất là ngon. Làm chú lấy đâu đó? Chú gì chứ đi. Đi dâu nè. Còn cũng giống mép đó. Không biết đây tới tối nó còn đi mấy chỗ nữa. Thì rất là dai nha các bạn. Rất là ngon. Từ nhỏ tới lớn mới ăn được món dơi khìa luôn các bạn. Thì sau đây mình sẽ thưởng thức cháo dơi nha các bạn. Nặng chanh dữ lắm. Thịt con dơi nó rất là dai các bạn. Rất là dai. Dữ hận vậy. Nó còn dính chanh. Đụng tay kéo rồi. Chuyện cho con trái rồi nặng bên nữa chứ. Mà đặc biệt là dơi không có mổ bụng. Mà các bạn nhìn thấy vô đây là nhìn thấy nguyên con luôn mà. Còn ly nữa. Dạ còn nè, bên có bên con đang ly Dũng đó. Ly Dũng là. Có chú dùng đi. Dạ. Ông mổ bên mảnh đi Dũng, mướp nè. Còn một bọc đó kìa kìa, đổ không hết nè. Không, kia mới đổ được không nữa. Mạnh đi mướp nè. Nâng lâu lâu lên YouTube nâng mới mướp lên. YouTube rồi có mướp rồi. Cái này gọi là ẩm thực miền Tây luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mướp nè các bạn. Thưởng thức cháo dơi. Mướp là ngọt nhất luôn. Đây là cháo dơi đậu xanh nè các bạn. Nóng hổi luôn. Thì thịt dơi bằm nó đỏ hơn là thịt bò nữa nha các bạn. Nhìn là rất là hấp dẫn. Thì các bạn nào có dịp chạy xuống Long Phú thì ghé vào quán cháo dơi của chú Sáu để thưởng thức cái món cháo dơi nha các bạn. Thì ở đây chú Sáu bán là rất là lâu rồi, tầm trên 10 năm rồi các bạn. Bỏ tới dẹp nhắn đồ ai cái đi. Long Phú thì là có độc chiêu của một quán anh Sáu rồi thôi. Không có bán nữa là đưa lên làm cho chú Sáu nấu cháo rất là ngon mà. Đâu có gì mà dơi đâu. Bỏ ra máy vô, bỏ ra máy vô cho tao nói. Đấy. Chết bà này mua lấy cái muỗng rồi sao rồi? Có mà. Có. Ông cái muỗng muỗng nhỏ lấy muỗng, lấy muỗng gì? Đang. Sao rồi bỏ vô. Thì cái này mình ăn kèm với dơi kìa luôn nha ha. Nhớ ăn rau chứ ăn dơi không được. Nó phải có rau. Có một số khách đó người ta thích gì nè Châu, làm thả nguyên con đây, cái số nó bậm bậm dạ. Mớ thả nguyên con đây mớ. Cái đó mình thả đó mình nhúng tươi hả? Tươi. Chứ mình cái này thì bỏ vô ăn không ngon. Dạ. Còn có những anh em là thích ăn cái nữa là để nguyên lông vậy luộc đại đem dĩa tự gỡ lên ăn anh. Ừ. Cái đó là mình luộc có cái lò riêng. Dạ. Nó phải hai bữa nước cái này. Nó ăn hai bữa nước. Ăn chào xưa chứ mình giờ ăn vậy dơ lắm. Dạ.
bọt nó sợ luôn. Trước mình thả nước 1 rồi nước 2 mình mấy nước 2 mới ra. Ủa dơi này là mình rút cái ruột ra thôi chú sao? Là cái mấy cái trong bộ phận trong là mình được ăn mới ngon. Chứ nếu như mà ăn không mổ bụng như con các loại chim á này nữa là thì dơi là đặc biệt không có mổ bụng nha các bạn. Thì đây là phần nội tạng bên trong còn hết luôn, chỉ mình phức rút cái phần ruột ra thôi. Rút giới hạn thôi chứ không phải rút nhiều, mà rút thì là cảm thấy hơi trắng là ngưng liền. Ôi, bên trong cái gan của con dơi ngon tuyệt vời các bạn. Cái gan ngon tuyệt vời thiệt. Thì đây là nguyên một em dơi luôn nè các bạn. Mình dơi mặn ra thì nó y thì rất là ngon các bạn. Em nấu cho cụ thể thêm chút thì các bạn nào dạng mới cầm nguyên con lượm được chơi như mình các bạn. Cụ thể nữa may mắn lâu lâu có được con dơi trứng vậy đó hả? Ít luôn. Dơi trứng là mình dơi trứng, dơi đẻ trứng. Có dơi đẻ trứng hả chú? Dũng thì nấu cho nôm na thì vui chứ nó mang con chổng đó rồi mình không nhìn lộn nè. Cái con dơi thì không nhìn lộn vậy, mấy con ở trong bụng á thì nó ăn béo như không nhìn lộn vậy. Con luôn là không có ngon dữ lắm, không có cháo nó ngọt thì ghê vậy. Chắc đem về con nào có trứng chú quán ăn hết trơn hay gì đó. Trời ơi, với vậy ăn nổi nè. Biết không, biết con nào có trứng. Biết không, biết nó dài lắm nè. Cái bụng trong nóc á. Phải, chủ quán mới biết, trước khi về là chủ quán thử rồi. Nó con nào ngon không ngon vậy. Chủ quán biết. Em lộn ra nãy nó trong bắp rồi. Nó bụng bầu sao không biết được. Bụng trong voi, không biết. Còn kia nó sẽ chạy về cho nó anh. Nhìn biết trước khi về. Chủ quán mình không tin ai bằng chủ quán nó con nó ngon, con nó là đặc biệt chính xác là ngon. Ok thì mấy cô kia cũng vậy, vậy cũng thử chân hả? Thử để khách lại hỏi con nghĩ không em đó. Con nào chú chia sẻ một bao nhiêu trăm, ví dụ như một con cho dơi là một phần một người ăn là bao nhiêu tiền? Một phần ăn một người 60.000. 60.000 một phần một người ăn là 60.000 nha chú bạn. Là cháo hay chứ cháu? Cháo. Phần người ăn là 60.000 nha bạn. Dơi thì bán con, còn cháo thì mình bán một phần là 60.000. Cháo thịt bằm nha các bạn. Chú nghe. Dơi. Ok. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc video và chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn nút đăng ký nha các bạn để theo dõi những video mới của Châu trong những thời gian tới và những món lề đường rất là ngon. Để truyền tải và review cho các bạn xem. Ok, chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.